Thời gian vừa qua, những hình ảnh về các biển số xe ô tô bị cố tình dán băng dính để che đi một phần hoặc làm sai lệch biển số được chia sẻ rầm rộ. Đặc biệt mục đích của những chiêu trò này để né phạt nguội gây ra nhiều hệ lụy đang khiến dư luận bức xúc. Việc người lái xe dùng các phương pháp khác nhau để làm sai lệch biển số khi đi trên các tuyến cao tốc qua các điểm được giám sát bằng camera. Điều này không chỉ gây ra hệ lụy đối với chủ của các phương tiện mà bị làm sai lệch biển số, mà còn gây ra rất nhiều khó khăn cho việc quản lý giao thông. Thời gian gần đây, rất nhiều người bị rơi vào hoàn cảnh xe không đi đâu nhưng nhận được thông báo phạt nguội ở một địa phương khác. Hiện tượng này đang trở nên phổ biến, trở thành một mối lo ngại và những hệ lụy phức tạp cho xã hội. Anh em lái xe trên đường đôi khi là cũng hơi phiền toái và hơi bức xúc, tại vì với những cái trường hợp, những cái việc mà mình không gây ra, không làm ra, nhưng mà thay vì việc những cái lái xe mà vô ý thức, là không thiếu ý thức, họ dán biển số, đôi lúc là có khi lại trùng với cái biển số xe của chính những cái cơ quan, những cái đoàn thể, hoặc là trùng với những cái xe của bên mình, của nhà mình, nên là những cái việc mà mình không làm mà lại phải quay lại giải quyết rất phức tạp. Tại vì khi mà camera phạt nguội thì sau một thời gian, đôi khi sau một thời gian thì họ mới lại gửi cái biên lai về công ty. Thì lúc đấy bọn mình lại mất công đi xác minh lại, hoặc là gửi về gia đình hoặc các thứ để xác minh lại, nên là rất phiền toái. Camera giao thông mà mình không vi phạm ấy thì mà lại dán biển số nó trùng với của mình ấy thì sẽ gây cho mình rất là mất thời gian. Mình phải lên trình báo với cơ quan công an rồi chứng minh là mình không vi phạm và ảnh hưởng đến tiền bạc của mình các thứ ấy. Và cái hành vi này là che giấu hành vi, tức là khi một đối tượng thực hiện hành vi này là có ý định là che giấu và thực hiện hành vi tội phạm, nhằm tránh cái biển việc các camera tại các khu vực quốc lộ có cam có thể chiếu được biển số xe, để có thể họ có thể thực hiện các hành vi phạm tội khác nhau. Do đó đây là hành vi được pháp luật nghiêm cấm. Theo quy định pháp luật hiện hành ấy, thì hiện nay nó có quy định số 123 của Chính phủ năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, là trong trường hợp mà dùng biển sai biển số, không có biển số, hoặc là biển số bị chỉnh sửa sơn màu hoặc che biển số thì có thể bị xử phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng. Rất nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh này đã tặc lưỡi bỏ tiền ra nộp phạt bởi thời gian và chi phí cho việc đi xác thực, chứng minh cho lỗi mà mình không vi phạm là cả một quá trình. Hệ lụy của việc che, dán, thay đổi biển kiểm soát phương tiện đang khiến dư luận bức xúc. Theo ý kiến của luật sư Phan Kế Hiền, với hành vi này có thể bị xem xét xử lý về mặt hình sự. Trường hợp thứ nhất nó có thể là che biển số hay là cố tình làm mờ biển số đi thì có thể bị xử phạt hành chính theo nghị định số 123 của Chính phủ là phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Tuy nhiên mà có những đối tượng mà cố tình thay đổi biển số, thậm chí là sửa cả biển số, sửa cả từ số 3 hay số 8 hay là cơ số này sang số kia để khiến cho cơ quan chức năng không thể phát hiện được, thì đây được coi là dùng biển giả. Mà đã dùng biển giả thì theo quan điểm tội của tôi là cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan công an, có thể xem xét về hành vi khởi tố, về hành vi là sử dụng tài liệu con dấu giả của cơ quan tổ chức theo điều 341 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt nếu như trong trường hợp này có thể lên đến 2 năm tù. Những thủ đoạn làm mờ, dán, chỉnh sửa được sử dụng như sửa số 3 thành số 8, số 1 thành số 4 hay E thành F. Ngoài việc vi phạm về luật giao thông đường bộ, gây khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt với những đối tượng phạm tội nhằm che giấu hành vi, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Với những chủ phương tiện có hành vi như trên, với mức xử phạt hành chính còn bị xem xét xử lý về mặt hình sự, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.